Tôn ơi, xin Thế Tôn dừng chân trở lại. Thành phố này đang trong cảnh tan thương. Một tướng quốc tên là Ứng Quật Ma La đang chúa phá và gây bao cảnh tóc tan cho người dân vô tội. Quan quân đã được gửi đi để truy tầm tướng quốc thế, mà bao người đi sao chẳng thấy quay về. Khiến ai ai cũng đều lo lắng trăm bề, chợ vắng lặng không người buôn bán, đường lạnh tanh không kẻ lại vắng. Dân chúng sợ lo từng phút từng giờ, vì mọi tai ương thảm khốc đang chực chờ. Kẻ hung ác có thể sẽ bất ngờ xuất hiện, kính xin Thế Tôn hãy tránh xa vùng nguy hiểm. Làm cho ta phải run rẩy quy hàng.
Ngài ơi phóng sinh văn quân và quỳ dưới chân Ngài. Con đã biết mình lầm đường lạc lối, nẻo cánh tà không rõ phân minh. Đường trần thế gây nhiều tội ác, thế gian này có thể bao dung. Giờ đây hay nẻo đường trần u minh, nẻo trước khó khăn quay về. Na đang tìm thủ phạm, gặp Như Lai chậm bước thông dong. Như Lai chỉ một đại đức sau lưng, đây là người mà bệ hạ đang ra trong tầm kiếm. Nhìn đại đức lặng yên trong bình thản, vẻ hung tàn không còn trên nét trang nghiêm. Vua bàng hoàng chân chót đến nhận ngơ, ôi một thứ phật biết quay về chánh giác. Thế Tôn hôn tộc giải thích, kẻ lập đường đã ăn năn trăm hối, tâm nhất như nên đã nhận được vô ngán vô thường. Vua chấp tay mừng người giác ngộ, dẫm nát sân si đi dần vào tình thức. Dùng bóng một bóng sông để góp vào cho đạo pháp.